Trong 6 tháng đầu năm đã có 74 sáng kiến của các công đoàn cơ sở trực thuộc được đăng ký hưởng ứng chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Đây là kết quả nổi bật được đánh giá tại hội nghị sơ kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm của Liên đoàn Lao động thành phố Tam Điệp. 6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn thành phố đã tích cực tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, công tác phòng chống dịch COVID-19, thành lập được 2 công đoàn cơ sở, kết nạp thêm gần 1.000 đoàn viên. Mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID, các doanh nghiệp hoạt động chậm lại, tuy nhiên các công đoàn cơ sở vẫn triển khai và thực hiện tốt các phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp để hội nhập và phát triển. Trong 6 tháng cuối năm, Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19 đến đoàn viên, giám sát về thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động, làm tốt chức năng tham gia quản lý, kiểm tra giám sát, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân viên chức lao động.